Liệu mình có thể chiến thắng được màn nightmare bằng những con unit này? Chuyện là mình đang được một vài bạn fan gửi tặng những con unit của các bạn ấy cho mình. Thế là mình muốn sử dụng những con unit được tặng ấy để đem đi đánh màn nightmare. Mình sẽ cố gắng làm sao để có thể chiến thắng được nó mà mất ít máu nhất. Vậy thì trước tiên là hãy cùng mình xem là các bạn ấy đã gửi tặng cho mình những con unit nào nhỉ? Ninja Cameraman. Wow, có cả Saw Upgrade Titan Cameraman. Ui, bạn ấy tặng cả Frog DG. Wow, cảm ơn bạn rất nhiều. Đỉnh quá bạn ơi. Bạn này tặng cho mình UTS này. Wow, Scientist TV Cameraman. Wow, con này có chữ ký của YouTuber khác luôn. Holy shit. Nice. Trời ơi, tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã yêu quý mình và gửi tặng cho mình những cái con unit rất là giá trị này. Tôi xin nhận hết nhá. Ok, tôi chưa từng thắng được màn Nightmare bao giờ, nên là lần này chắc sẽ thắng thôi. Con này có 34.000 sát thương à? Ồ, cái con sàn tít TV Man này không biết có tác dụng gì. Đặt TV Man đi. Tức là phải đặt con Santa TV Man đã. Thì mình không có tiền. Sao giờ? Vấn đề bây giờ là làm sao để mua được con này? À đi theo sản tiếp TV men mua được TV. Ok, một thứ nữa. Con này tặng gì? À, nó tạo tường thành để chắn à? Chết cha tôi rồi. Chết cha tôi rồi, thế còn cái đống này. Oh my god. Không 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 một bầy nó đi vào hết rồi, để bán cái này đi. Không bán được. Oh, chết, tôi bán mẹ bán con Santa đi rồi. Ôi, là tạm ở đây rồi, là tạm con laser gun cameraman ở đây nhá, nó xử bớt mấy con này đi cho nó đưa vào thành. Mà con này không bán được mà mình đặt nó luôn ở đầu rồi, tự nhiên lại còn bán Santa đi. Thôi được rồi, skip rồi. Rồi đặt thêm một con Santa. Không, con này không. Thôi đặt con này đi. Đó. Hợp lý đi anh. Bán con này đi không? Nó không, để đấy đi. Con này có 100 đến 1.500 gram, DPS là 7.500. Ngon phết đấy chứ. Ngon hơn hẳn mấy con cũ của mình không? Rồi tôi sẽ đặt con Santa TV này ở đây. Đi đủ tiền, ok. Đã đủ tiền. Rồi công việc của chúng ta là đặt thêm Santa TV nữa ở đây. Chết rồi, nó đi qua rồi kìa. Chết rồi, nó đi qua rồi. Đặt thêm một con Santa nữa ở đây. Ok. Ui, không đủ đam. Ui, mình con này không đủ đam. À, không ơi. Ái trưởng. Người ta cần thêm một con nữa. Ít nhất phải hai con. Skip skip. Rồi. Đồ ma. Làm choáng nhỉ. Ở kia có một con thì chắc là không sao đâu, này cũng khá mạnh mà. Rồi nó đã xử hết vấn đề, bây giờ là một hàng con nhện toilet này nó đang đi vào này, không biết là xử lý ra sao. Thêm con nữa đây. Ok, đúng là chi lăng luôn. Mini đâm toilet, con này nó sẽ tạo ra một bức tường đúng không? Thôi mình sẽ nâng cấp Santa đi. Ok, chúng ta sẽ dùng Santa để farm tiền. Rồi mình sẽ thử test với con Exclusive Shaw này. Ui, bắn không thấm luôn. Châu vãi. Đéo ổn rồi, con này mà nó đâm vào thành thì nhà. Upgrade con này đi. Ôi, bắn đau hơn tí.
tôi đéo rồi. Phải đặt thêm một con nữa ở đây rồi nâng cấp con này lên. Được không? Liệu có chống đỡ được con mưu cùng con đen này không? Có vẻ là không. Có vẻ là không. Có vẻ là không. Đặt thêm một con nữa đây. Thả con này đi. Thả nó ở đây. Đéo đủ đam rồi. Ôi, đầu vãi. Ôi xong rồi. Mấy con này không đủ đam. Mấy mẹ khó vậy. Ờ, làm sao? Để skip ạ. Thôi mình sẽ mua. Bây giờ chúng ta sẽ upgrade con laser cameraman lên. Nó xa một chiếc này. Nó cũng tạo tường quá. Nó phải lưng mất từ đầu. Thua mẹ luôn. Mới có 5 phút hết cứu. Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông cả. Và tôi cũng không có chuyện thua 2 lần trên một cái map cả. Thua 10 lần thì có. Ok, ninja. Thì bây giờ chúng ta cần Santa. Tôi đéo cần Santa đâu. Cần thêm một con ninja nữa. Mà một con này. Cứ đánh thế này là đéo đủ đam rồi. Laser gun đi. Skip này. Và đặt laser gun. Rồi. Giờ thì không phải lo chúng nó vào thành nữa. Ủa ôi. Mới màn 4 đã có con làm đua cloud toilet rồi đó. Thì đánh thịt đéo rồi được. Cloud nó sẽ mất khoảng độ 30 giây nữa để nó đến được đây. Nếu lúc đấy chúng ta có thể ấn skip để mua thêm một con. Đéo được rồi. Đồng qua đồng qua. Skip rồi. Ui đồng quá. Nam 100 DPS là 200. Ôi đéo ổn rồi. Nâng cấp thì phải nâng cấp thêm. Con này đây làm 200. Nâng cấp thêm. Đây. Ok. Đéo ok. Oh my god. Đéo ok tí nào. Mới giải quyết lần này bây giờ. Cần phải có con ở đây. Còn mình sẽ xóa nó đi. Vã ổn. Thật luôn. Ok xóa đi. Xong rồi bây giờ mua nâng cấp của Santa này lên. Rồi chúng ta sẽ có. Không nên là skip nhỉ. Con này cũng ngon đấy. Mua thêm một con Santa nữa nhá. Ở đây. Làm bia nữa đã. Xong rồi chúng ta sẽ. Con này có chết đồng nhỉ. Con laser này khá là mạnh đấy. Mà bây giờ đang quay 8 rồi. Laser này cần phải nâng cấp thêm. Hoặc là mua một con so upgrade titan cameraman. Một con minigun ra đi. Bây giờ là chúng ta lên upgrade con này. Ô chết, ấn nhầm xeo rồi. Ấn nhầm nút bán. Cày. Ấn nhầm nút bán mất mẹ con Santa lại phải nâng cấp lại từ đầu à. Mất tiền oan vãi. Skip đi. Rồi, mua con này. Không đủ tiền mua. Không đủ tiền để nâng cấp luôn. Rồi, đã đủ tiền. Mình trông đéo ổn lắm. Em ghép bách coi ghép này. Tất nhiên được qua được. Bây giờ vấn đề là mod toilet đúng không? 100 mẹ át.
nhiều tiền đấy nhở. Con này 1.500G nó đắt hơn cả con Speakerman kia của mình. Mua thêm con laser đi. Hợp lý. Hợp lý. Hợp lý. Chết con mẹ. Đi đi nào. Ôi 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 ôi. Hợp lý hợp lý. Hợp lý một tí nào. Châu thế. Đã châu nó mày nhanh nữa. Hạch vãi. Chịu rồi. Ui mất 200 máu. Mất nửa cây luôn. Không thể chơi nổi với bọn này. Bọn này. Bọn này nâng cấp hơn rồi thôi. Rồi chỉ có nâng cấp Santa TV Man thôi. Châu vãi. Man 12 thôi mà châu thế. Ôi đã ổn rồi. Đánh nó ở đây. Rồi. Chắc là phải ăn được. Ăn được, 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 ăn được. Ok, ok, bán nó đi. Bán nó đi. Ô oh. Ok. Mình đặt thêm một con ở đây. Ôi, nhưng mà cứ làm thế này thì thằng đéo còn tiền. Santa TV Man thì chưa nâng cấp được. Mà này còn phải đặt như này. Vãi cứt. Đéo ổn rồi, đéo ổn rồi. Đéo ổn rồi. No. No. Không. Đừng có mà đi qua. Chết con. Nó đi qua thật rồi. No. No. Chết. Vẫn còn 100 máu, vẫn còn cứu được. Vẫn còn cứu được anh em ạ. Tôi vẫn còn cứu được. Còn cứu được không? Còn cứu được không? Còn cứu được không? Còn cứu được không? Wow, châu thế. Đéo cứu rồi, đéo cứu rồi, tình hình này không cứu rồi. Tình hình này không cứu được rồi. Ai đó? Có vậy. À. No! No!